Cô biết sư phụ của mấy ông ấy bà là ai không? Ở đây nín đi, cái nhà lá này khoan. Ở cái nhà lầu à. Sư phụ của mấy bà mấy cô là ai? Hả? Ai làm cho mấy ông bà thành Phật? Ai làm cho mấy ông bà giảng sanh? Vậy sư phụ mấy ông bà chính là mình, phải không? Ai làm cho mình thành Phật, người đó là sư phụ. Phật Thích Ca làm mình thành Phật được không? Phật A Di Đà làm cho mình thành Phật được không? Di Đà chỉ là tiếp dẫn vào giáo hội ngài rồi tu, chứ đâu phải là về đó thành Phật, không có vụ đó đâu. Phật là một người thầy thuốc giỏi, cho thuốc giỏi, bắt mạch giỏi. Nó con uống cái này con hết bệnh. Đắng quá ngài ơi, ngài uống giùm con luôn, được không? Dầu chua cay đắng chát gì cũng phải ức thôi. Mình có bệnh thì mình phải uống, Phật đâu có bệnh mà ngài uống. Thành ra từ nay nhớ mình kêu bổn sư, đó là tại mình kính ngài quá. Thật ra bổn sư của Phật, của Thích Ca chính là Thích Ca, bổn sư của mình chính là mình. Câu đó là Phật nói à, quý ông bà có nhớ Phật nói cái gì không? Sau khi đắc quả 49 ngày tại Câu Bồ Đề, Đức Phật mới nói: trời ơi, nhà đâu, chúng sanh đều có cái bất tử, có Phật tánh hết. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành, phải không? Câu đó không phải tôi nói mà chính Phật nói. Ai cũng là Phật, cái đạo Phật độc đáo chỗ đó, ngài không có nắm cái đạo Phật cho ngài riêng. Không phải ta là Đức Chúa Trời, ta sanh ra tất cả con là Phật, không có gì đó. Ta là Phật, các con cũng là Phật, ai cũng là Phật hết. Thành ra tự lực của mình sẽ thấy mình là Phật thì mình tu thành Phật. Còn cứ lại hoài mấy ông bà đi dạy xá lợi Phật, lại hình Phật, lại A Di Đà, lại sói đầu mà giảng sanh, tôi chịu thua. Tôi xuống địa ngục, phải không? Bây giờ tối ngày lên lại đi. A Di Đà ơi, con lại ngày hoài, ngày tiếp dẫn con về Cực Lạc. Nó không có đâu, cái vụ nó không có đâu. Con phải giữ năm giới, con phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm thì Phật cũng không có rước con được. Cái đó là tạp niệm, chưa có nhất niệm. Chừng nào nhờ ba ngộ niệm mà còn con khỏi cần niệm Phật, Phật nhập tâm. Tiếng niệm Phật, con muốn niệm Phật là trong linh hồn con có tiếng niệm Phật ra, con tống nó vô, nó tràn ra, con tống vô. Thì nếu con phát nguyện là thầy đến tiếp dẫn liền. Như vậy là phải tự lực của mình, phải không? Tự lực mình đầy đủ thì tha lực mình dẫn được. Nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ma, quả thánh này là ngon lành đấy. Nhưng mà không phát nguyện A Di Đà cũng không tiếp dẫn. Tôi nên nhớ chỉ có A-la-hán thôi. Tại sao A-la-hán khỏi biết không? Thôi bữa khác, ngã nửa tóc nào bà đi đầu quá. Thôi giờ chúng ta trở lại.